À, chào mừng các bạn đã đến với bài học Icon Font trong website à, Như chúng ta đã biết trong website chúng ta à, Ngoài text, ngoài à, những hình ảnh ra thì chúng ta cũng có những cái icon Đúng nào? Icon đấy có thể là à, một cái icon về mũi tên Hoặc cái icon về giỏ hàng Hoặc là icon về à, cái biểu tượng số điện thoại chẳng hạn Đấy có rất là nhiều icon trong website chúng ta à, Theo các cách thông thường thì chúng ta cần phải đưa cái icon đấy vào website chúng ta Thông qua việc chúng ta cần phải cắt một cái mẫu file ảnh ở dạng PNG Ở trên file thiết kế Photoshop Và sau đấy chúng ta sẽ sử dụng CSS để thêm nó vào trong website của chúng ta định dạng theo background đúng nào? Thì thông qua cách đấy thì nó sẽ làm cho cái việc tải trang của website chúng ta nó sẽ nặng hơn vì file ảnh chúng ta lột một file ảnh trên uh, uh, trong server thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với chúng ta uh, sử dụng những cái công cụ khác thì ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ rất là hay uh, công cụ được sử dụng rất là nhiều và áp dụng rất là uh, phổ biến trong những website mà có độ truy cập lớn uh, chính là icon font thì chúng ta cần phải đi qua hai phần uh, phần thứ nhất là icon font là gì và phần thứ hai chúng ta tìm hiểu cách sử dụng uh, icon font ôn uh, xong À, chúng ta cùng nhau đi vào phần uh, icon font là gì thì đơn giản icon font nó không phải là một cái file ảnh nửa mà nó là là một cái font đấy chưa nó được thiết kế để hiển thị những cái icon mà thường sử dụng nhất trong website của chúng ta okay, bình thường chúng ta thấy cái font ấy thường thường để sử dụng để làm font chữ đúng không để làm font chữ thì thay vì làm font chữ thì giờ đấy thì Người thiết kế cái font này nó tạo ra bộ icon. Đấy, bộ icon trên cái font đấy và chúng ta sẽ sử dụng cái icon thông qua font, chứ không phải sử dụng icon thông qua hình ảnh. Đấy là sự khác biệt. Còn có một điểm nữa là hai nữa là cái icon font nó rất dễ sử dụng. Khi chúng ta thêm vào website chúng ta rồi thì chúng ta gọi một cái icon nó ra rất là dễ dàng, chỉ có thông qua cái cấu trúc HTML và gọi đúng class của nó là ok, chứ không phải cần phải select nhiều gì cả. Ok và một cái điểm tiếp theo nữa mà rất là quan trọng mà chúng ta phải lựa chọn icon Font chính là cái dung lượng nó rất là nhẹ và nó giảm đi cái thời gian tải web rất là nhiều và làm cho website chúng ta có trải nghiệm người dùng nó tốt hơn đấy nó không phải là uh, tải nó mất quá nhiều thời gian người dùng sẽ rất là chán để sử dụng website chúng ta nhưng khi chúng ta đã sử dụng những bộ icon mà nó uh, tối ưu nó rất là nhẹ rồi thì cái độ tải trang nó được tăng lên một cách đáng kể À, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với cái icon uh, font on À, thì đây là một bộ icon được sử dụng một cách là phổ biến nhất trong thiết kế cũng như là trong cái việc uh, làm việc với frontend như nào nếu các bạn sử dụng bootstrap thì nó lại có một cái bộ icon của bootstrap các bạn sử dụng một cái css uh, uh, framework khác nào đấy thì nó lại có một bộ icon của nó nhưng một cái thằng được sử dụng rất là phổ biến mà không thuộc vào một cái um, framework nào cả là chỉ là cái font Sam này. thì để sử dụng cái font Sam chúng ta cần phải làm qua ba bước. bước thứ nhất chúng ta cần phải download font xuống. Yeah. thì cả link ở đây, link http, hai chấm suyệt, suyệt và font onsam io à, bước thứ hai chúng ta cần phải thêm vào dự án thì để thêm vào dự án thì chúng ta cần download nó xuống và cho nó vào một cái thư mục ở trong dự án chúng ta và chúng ta thêm vào như việc thêm xe đẹp thông thường thôi và bước thứ ba thì chúng ta sẽ áp dụng hiển thị cái font này lên thông qua cấu trúc sử dụng cái thẻ Y đấy và kèm theo những cái class mỗi font nó sẽ được quy định với một cái class khác nhau và khi chúng ta sử dụng đúng class thì nó sẽ thì đúng cái icon mà chúng ta mong muốn thì đây là những cái rất là hay của cái anh cần font awesome và sau đây thì các bạn có thể hiểu rõ hơn thì tôi sẽ uh, thực hành trên uh, máy tính để đưa một cái uh, bộ font xăm vào website và uh, thực hành từng bước cho các bạn có thể là uh, biết được một cách rõ ràng uh, sử dụng được uh, cái font xăm này một cách uh, đơn giản nhất ok thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng bước một uh, đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào Uh, fontawesome.io các bạn thể uh, đi vào vào trang web này uh, và sau đấy bạn sẽ nhấn vào cái cái nút download, nhấn vào nút download và sẽ rồi download, download nó xuống được như nào? Uh, trong khi chờ download thì chúng ta cùng đi uh, tham quan một tí ở uh, trong cái fontawesome này. thì fontawesome này nó sẽ cho chúng ta một bộ icon rất là lớn đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây các bạn click vào cái uh, menu icon đấy yeah. rất là nhiều icon đây là những cái icon mới yeah. các bạn nhìn thấy ở đây uh, chúng ta có những cái icon ví dụ như là hình người này uh, bì thư uh, những cái bắt tay uh, hoặc là uh, có thể là những cái dấu x đây phía dưới này chúng ta có icon về ô tô Uh, có icon về cái uh, cản cân yeah. có những icon về mũi tên đấy uh, rất là nhiều cái ví dụ như hình tròn hoặc là cái icon về clock thế nào thì các bạn uh, có thể là truy cập vào Học uh, web 23 edu vn thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta uh, sẽ bắt gặp một số cái icon uh, ví dụ đây đây là icon phong nhá Cái này là icon mà tôi sẽ lột ở kia lên Đấy đang sử dụng cái font family bằng font awesome. Và content thì sẽ copy cái mã này vào. Thì lát nữa chúng ta sẽ làm việc với những cái này. Rồi chúng ta sẽ quay lại ở cái bước download. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ copy nó và cho nó vào trong dự án của chúng ta. Cho nó vào dự án ở đây tôi làm việc ở cửa phần và tôi sẽ truy cập vào font on ở đây tôi tạo một cái folder cũng là folder fonts vì trong này có thể là có rất nhiều font thì những cái font on chúng ta sẽ tạo một cái font riêng thôi tạo một folder riêng để chứa nó fonts on some và sau này chúng ta sẽ cái thằng này vào dài này nó ra giải nén ra đây các bạn vào đây chúng các bạn copy tất cả những cái thằng này và pít vào cái phần bên ngoài này xóa thằng này đi giờ yeah. các bạn nhớ đừng nhận này font font ôn xăm và đi để những cái file này à, thì trong này chúng ta có là let và cái thằng set này thì chúng ta không dùng chúng ta làm việc với c# thì cái phần này chúng ta sẽ bỏ đi đấy bỏ thằng này luôn nhá đỡ phải nặng à, và trong này là cái gì trong này chúng ta có một bộ font ô xăm font ô xăm chúng ta có một bộ font ô awesome. à, và bên tay phải của và bên tay phải của chúng ta đây thì chúng ta có một cái file là file css nó sẽ link với cái font đấy đấy và nó tạo nên cơ tạo lên những cái lớp để chúng ta có thể sử dụng cái font này thì ở đây chúng ta có thể là mở nó ra xem đấy các bạn mở nó ra thì cái file này là file nén rồi cái file uh, min cái file min là file nó nén lại đây, cái file không nén đây. đây các bạn thấy đây nó quy định Ở à, cái phần family này là font face font phần không nào các bạn uh, có thể là bắt gặp cái này ở cái phần gì nhỉ chúng ta đã làm việc với cái việc là thêm font vào website đúng không đấy thêm font google cũng được chúng ta đã học rồi thì giờ đây font sam cũng là một kiểu như thế mà nó định, định nghĩa lại thôi Đấy, và không những tạo định nghĩa font mà nó còn tạo nên những class Đấy, tạo ra những class để chúng ta có thể sử dụng ok à, rồi chúng ta sẽ quay lại cái phần này quay lại cái phần dự án của ta quay lại cái phần này đây các bạn thấy không chúng ta đã có một cái folder font-osam Và phía trong nó là có một folder uh, font Ok Thì giờ nhiệm vụ chúng ta làm gì? Chúng ta muốn thực hành trên cái này chúng ta cũng phải tạo một cái file uh, File index.html Index .html. In Rename Index.html Rồi À, tôi cũng gọi thông thường html 5 rồi để cho nó hiển thị lên uh, font awesome ok và trong phần phần body là chỉ là cái phần chúng ta uh, dùng để hiển thị những cái font rồi thì trước khi hiển thị font thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải import nó vào đúng không import cái vào đây các bạn thấy ở đây không các bạn cần phải import cái thằng uh, font on này vào thì đường dẫn chúng ta như thế nào link đúng không link và đường dẫn chúng ta để đường dẫn này index đi vào uh, font index đi vào font font font, font. some và font này font awesome rồi ok đi vào đâu nữa đi vào file css và đi vào file font awesome.min.css font gạch ngang awesome.min.css rồi ok À, sau khi thêm vào rồi thì chúng ta sẽ ra trình duyệt chúng ta chạy xem Font onsam Sum à, Chúng ta sẽ nhấn Ctrl U Xem thử là đã link được tới chưa Rồi ok Như các bạn thấy ở trên màn hình thì chúng ta đã link thành công rồi Thế giờ chúng ta muốn sử dụng cái font này như thế nào Đây, Chúng ta đi vào bước 3 chúng ta sử dụng nó thế nào à, Để sử dụng cái này thì rất đơn giản Các bạn chỉ cần uh, gọi đến cái phần icon này icon nha. icon. Ví dụ các bạn uh, cần thêm một cái icon về phim nhân hạn, Icon về phim. Thì các bạn có thể view expect này. Các bạn lấy cái app A app A phim. Được không? Hoặc các bạn có thể là uh, edit HTML và copy luôn cả cái đường dẫn này. Đấy, copy luôn cả đường dẫn đấy. Ok. Rồi chúng ta xử xem vào đây nhé Chạy Rút lại đây, Các bạn thấy ở đây không Thì khi ở đây chúng ta đã có một cái icon phím hiển thị rồi Thì giờ chúng ta Có thể điều chỉnh màu sắc và kích thước của nó đây, Cái này rất là hay là chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc và kích thước luôn Ví dụ hình đấy chúng ta đổi màu sắc chúng ta phải vào ảnh và đổi và và phải import vào lại còn đối với icon font thì chúng ta có thể thay đổi kích thước và cải hình ảnh của nó. À, ví dụ font size. Font size. Ví dụ 20 pixel, to rồi đúng không? Cho to nửa đi. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay. À, hoặc là color. Các bạn cho nó màu FF um, FF là màu trắng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái màu màu đỏ đi. Các bạn thấy không? Đấy. Nó đổi kìa. Các bạn thấy tiền lời không? Để tiền lợi của sử dụng icon phong rất là hay. Và khi chúng ta sử dụng thêm một cái icon phong vào website chúng ta rồi thì chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều phong trên cái bộ thư viện đấy. Ví dụ bên này chúng ta có cái bì thư chẳng hạn. Đây. Đây chúng ta có bì thư đây. Bì thư thì chúng ta có thể là copy cái class này thôi. Đấy. À, tạo y ý này. Class bằng thì nó có một cái class ô oh, nhầm Class Class đầu tiên là class FA Và tiếp theo nữa là cái um, Class là tên của Cái icon này FA là cái tên hiệu của font uh, Osam Và FA Film là có nghĩa là cái uh, Class mà hiển thị cái icon phim này Như nào Mỗi thang nó có mỗi tên khác nhau chúng ta cùng chạy lại xem đấy các bạn thấy không là hai thằng rồi ok rồi có một điểm lưu ý nữa là uh, chúng ta có thể sử dụng một cách khác để chúng ta thể lấy những icon này các bạn vào phone font osam set font osam chip set thì các bạn thấy ở đây nhưng cái class thì nó đã hiển thị đến đây cho chúng ta rồi chúng ta chỉ cần copy class đấy thôi chúng ta không cần phải view suộc nữa vào wow, rất là dễ Uh, ví dụ chúng ta làm việc với cái thằng uh, xe nào có thằng thằng xe, xe nào đi xe này chúng ta như nào chúng tạo y class f a bệt thằng này vào đúng không nào rồi chạy xem đấy lấy xe cao và tiếp theo chúng ta sử dụng một cách khác để thêm cái icon font này vào một đối tượng à, Thông qua cái uh, selector before after à, Ví dụ à, tôi muốn tạo một thành hạt 1 ở đây Tôi ghi tiêu đề Tiêu đề đây là một cái danh mục Thể thao Rồi à, Giờ tôi muốn ở được thể thao này nó sẽ có mũi tên như này Khi hiển thị lên nó sẽ có một mũi tên ở phía trước đây. Thì để làm việc với mũi tên thì tôi sẽ đi tìm người mũi tên nó. Để làm việc với mũi tên thì tôi sẽ qua bên thằng này đi tìm. Đây ví dụ à, tôi sẽ chọn cái mũi tên là này để làm việc. Đây yeah, tôi sẽ chọn mũi tên này làm việc. Thì để thêm cái mũi tên này vào ấy, cái thẻ hạt này thì nó có hai cách. Cách thứ nhất chúng ta đã làm rồi, Chúng ta có thể copy cái thằng này vào đây. Đúng không? Copy cái thằng này vào đây và uh, Cái lạt này chúng ta sẽ lấy y chang cái lạt angle right. Angle right. Và chúng ta sẽ chạy lên. Đây các bạn thấy không? Chúng ta có mũi tên rồi đúng không? Đấy. Thì giờ thằng y này chúng ta có thể điều chỉnh uh, cái uh, kích thước của nó. Có thể chúng ta cho nó một cái font size uh, 12 pixel chẳng hạn. Đây nha yeah. hai rồi có thể là cho một cái color uh, f5 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 cho nó mờ đi hơi mờ thì chúng ta có thể nó đậm lên tí ok chưa yeah. đấy nhưng mà cái icon này các bạn thấy này nó chỉ có năm rưỡi này thôi đúng không nó nằm dưới mép của cái tất này dưới mép của thằng tất h1 nên vì thế như cái thằng này chúng ta muốn cho nó nằm một ở cả cái vị trí phía giữa cái tất thể thao thì chúng ta không thể làm được, được này chúng ta có thể tác động vào padding nhưng mà padding nó rất là khó khăn, ví dụ chúng ta sử dụng cái padding bottom uh, 5 pixel chẳng hạn, nó lên được không? rồi cái này là một cái uh, inline rồi nó không được, cơ. rất là khó khăn. nên vì thế giờ để cho cái icon này nó hiển thị giữa cái thằng này ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái selector before và after before là trước của đoạn tất này chúng ta thêm vào gì đấy after là phía sau đoạn tất này chúng ta thêm vào gì đấy đúng không đấy thì để làm việc với thằng đấy thì chúng ta cần phải làm như sau bỏ thằng này đi và bên thằng hạt một này chúng ta đợi ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng là có font family là font awesome font awesome đây font awesome ở đây à, tiếp theo nữa nhầm cái này là các bạn phải sử dụng uh, before nhá before đây, before before nghĩa là phía trước cái đoạn tách của thằng hạt 1 này thì chúng ta cho một đối tượng có font family bằng font awesome và cái content đấy khi là before after thì nó sẽ có nội dung mà nội dung thì các bạn phải thêm một nội dung nào đấy vào đây và chúng ta sử dụng cái position position uh, absolute rồi có thể là top uh, top 5 pixel right left 5 pixel yeah. tỷ là chúng ta điều chỉnh sau Đó. còn quan trọng cái nội dung này là nội dung gì thì các bạn à, sẽ lên ở trên cái trang phone on sam chia set này các bạn tìm đến cái thằng có mũi tên mà chúng ta cần phải làm việc và chúng ta sẽ copy những cái mã số f105 này là bốn cái mã số cuối cùng các bạn copy và cho vào đây và các bạn sẽ thêm một dấu suyệt ở phía trước bốn chữ số đấy Đấy thì thằng before này nó sẽ tự động nhận những cái khai báo của cái font xăm để chúng ta có thể hiển thị cái icon về mũi tên đấy. rồi chúng ta sẽ reload lại và chạy lại này. Đây, các bạn đã reload lại và các bạn thấy không hiển thị gì cả đúng không? thì có một vấn đề gì đấy xảy ra ở đây. như các bạn thấy cái mũi tên của chúng ta giờ nó lại hiển thị ở phía trên này, nó on xăm nhưng mà nó lại Uh, nó lại absolute nhưng absolute nó ở phía trên này vì sao vì chúng ta chưa khai báo cái thằng h1 này là thằng làm chuẩn Đấy. h1 phải là thằng làm chuẩn nó mới được position uh, relative đúng không đấy. để làm chuẩn thì chúng ta phải có thằng relative cách nó ra chúng ta có thể cho cùng một hàng cho nó đẹp rồi trở lại nhá đấy các bạn thấy ở không nó vào đây rồi thì giờ để cái hiển thị nó đẹp hơn Thì chúng ta uh, có thể cho thằng hạt một này Một cái Padding uh, Lab Ví dụ 20 pixel chẳng hạn Đấy các bạn thấy không ra thằng thể thao rồi, đúng không Đấy. Cái thằng icon này mà nếu nó có to đi nữa Thì chúng ta có thể uh, cho nó nhỏ lại một tí Font Size Font Size Ví dụ 13 pixel chẳng hạn dạ yeah, nó nhỏ quá đây, các bạn có thể cho trực tiếp vào đây để chỉnh này đây, những cái này các bạn có thể là đọc từ file photoshop nhưng ở đây chúng ta làm làm chay nên các bạn có thể là đây đang chừng được đây thằng top này 5 pixel các bạn đẩy nó xuống tí cho nó ra rửa đúng không rồi còn màu sắc color có thể chúng ta để một cái màu fd 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 cái này chả thấy gì gần một trắng quá rồi các bạn thấy không đấy thì chúng ta đã có thể thao rồi copy tất cả những thằng này cho vào đây thì chúng ta đã có được một cái sheet hoàn chỉnh Đấy. bây giờ chúng ta muốn nhiều thằng nhân mục này Đấy. thể thao xã hội pháp luật Kinh doanh Reload lại Thế Các bạn thấy không đây, Mỗi thằng đều có một cái icon đó là hay Ok Đây là Hai cách mà các bạn có thể sử dụng cái font Osam này trong cái website của chúng ta Và Đây là một cái um, Kiến thức rất là quan trọng Nên bạn cần phải lưu ý và sử dụng nó thật linh hoạt Trong các uh, trường hợp chúng ta sử dụng font Thì tất nhiên Các bạn chỉ sử dụng được font khi mà những cái font trên thiết kế nó hợp với những cái icon font ở trong cái font Sam này cung cấp Còn nếu như nó không giống thì chúng ta không còn cách nào khác Thì chúng ta cần phải cắt cái file ẩn dưới dạng PNG ra để làm việc thôi Như thế đấy Nếu lựa chọn giữa có font và không có font Thì chúng ta sử dụng cái uh, việc thêm font này Nó làm việc nó rất là chuyên nghiệp hơn rất là nhiều Và cái uh, đặc biệt quan trọng nữa là nó làm cho website sai chúng ta có cái tốc độ tải trang nó giảm đi đáng kể. À đây là những cái nội dung um, mà trong cái bài học hôm nay các bạn cần phải nắm và hẹn các bạn ở bài học tiếp theo của uh, chương trình Front tiêu chuẩn